Xin chào ông bà cô chú. Xin chào cả nhà. Hôm nay hai mấy con ăn cơm và thịt gà. Dạ. Xin mời cả nhà cùng ăn. Xin mời ông bà cô chú cùng ăn. Đó sẽ học tuần này lấy cơm rút rồi học cơm rồi đó. Dạ. Hai ông cả nhà lên là nó sách dễ ra cả nhà. Lấy cho lên cái này nha. Cái lấy cái cục cù lẫn ra lên là dễ cầm hơn ha. Ừ. Rồi. Good appetit, ông bà cô chú. Chúc ăn ngon á, Lena nói good appetit là chúc ăn ngon á. Mà nó ngon dễ sợ cả nhà, nó tương á. Lena nó thích ăn da lắm á cả nhà. Nó cũng như là giống như là khìa vậy đó. Khìa nước tương. Lena with tomato. Cái này nó có cái sốt trong này đó. Nó ngon gì đâu đây nha. Cái này cái nước cái sốt nước sốt khìa đó cả nhà. Cái bắt đầu hả Út như lấy salad vậy nè. Với miếng cà vậy nè. Nó ngon. Cái nước sốt nước khìa này cả nhà. Nó hơi kẹo kẹo quá. Rất là ngon cả nhà. Lena tuần sau á cả nhà là Lena đi học cả tuần luôn, thích dễ sợ luôn hả? Gan support còn su là nó. Good. First dish. Lena nó vui lắm cả nhà, lại này bắt đầu tuần sau là học từ thứ hai tới thứ sáu luôn, thích quá, học cả tuần luôn. Lena bị đậu VS, ông viên đi cán sẽ class. Nguyên một lớp luôn chứ không có chia ra nữa, không có chia ra hai nhóm nữa cả nhà, nguyên lớp học chung luôn. Rồi mà còn Lena ở lại trong cái chỗ mà người ta giữ thêm nữa đó, ở lại tới ba giờ hoặc là 4 giờ tùy theo mình muốn. Rồi, cái này cả nhà, nhờ nè, ngon gì đâu. Bỏ miếng cà vô cái sốt chấm nè, sốt khỉa ngon. Mama, sie mir heute so viel Reis gegeben und du dir so eine kleine Mini-Portion. Wenn du es nicht schaffst, dann ich helfe dir. Aber meine, dann geht nicht, weil meine ist kein mit Soße so wie hier. Deswegen isst du mal nur eine Seite, ja? Okay? So eine Seite. Weil du manchmal nicht genug für dich. Và tự xong mình biết dùng salad hay lát rồi nó. Salad nó ngon quá. Salad mà ha, ăn với cái nước khìa này nè. Đợt nãy Lena ăn mới ăn cà tóc phê rồi. Biết dùng cà tóc phê, vì có tờ khớp cà tóc phê hát tù. Aber richtig viel, nicht nur ein bisschen. Komm, ich schneide. Am Anfang sah das richtig schön aus und jetzt ist die Hälfte schon leer. Ich hab nur ein Stück Fleisch. Ja, ich auch nur ein Stück Fleisch und insgesamt schon zwei Stück. Ja, okay. Ja, okay, endlich hast du es kapiert. Verstanden. Kapiert ist doch nie verstanden. Lena, nó nói verstanden, nó là hiểu cả nhà. Verstanden. Là tức là nói vậy mới hiểu. Bây giờ nó ăn nó nhé. Này đang cơm. Này. Lena nó thích ăn da cả nhà. Ăn chọc. Da gà. Kannst auch ein kleines Stück. Muss nicht nur die Haut. Ê, bà nên sắp kịp phát rồi rất nãy. Bắt xe nó. Nê. Gà nêm đọc. Nê. Lena rồi nè, Lena cầm đây nó. Es hatten wir insgesamt 4. Was ist 4? 4 Stück. Du hattest ja auch 2, oder nicht? Gar schmeckt nach gar. Das gar schmeckt nach Gaga. Lena nó nói á. Lena nói gà. Ăn ngon giống gà. Richtig logisch. Lena nói gà schmeckt nach gà. Là gà. Gà ngon giống gà. Richtig logisch. Reis schmeckt nach Reis.
là cơm, smack mặt cơm á, cơm là ăn giống cơm á, ngon giống cơm. Dann weiß ja jeder Mensch noch, was Fleisch schmeckt. Fleisch schmeckt nach Fleisch. Dann weiß doch jeder Mensch, wie Fleisch schmeckt. Es schmeckt nach Fleisch. Ja, thịt là Lena nói thịt là ngon giống thịt. Voilà. Đó là bình thường, normal. Bắt đầu cuối tuần này là trời đẹp rồi đó cả nhà. Trời đẹp lại đỡ chứ thôi trời gì mà cứ mưa gió không. Trời gì mà cứ mưa lâm râm mà cái nắng lên chút cái mưa. Nhưng mà cuối tuần này trời bắt đầu đẹp lại. Úc Như ăn á, Úc Như lấy mấy cái rau hết nha cả nhà. Lấy mấy cái cà, mấy cái salad ăn hết nè. Nè cả nhà, nó ăn khoai tây nãy rồi, giờ nó no rồi, nó không có đói lắm nên nó ăn nó nhơi rồi đó. Ganz, ich habe ein bisschen Reis hier gegessen. Siehst du diese ganze Hälfte schon weg? Aber ich glaube, du hast ein bisschen wenig Gurken gemacht. Cái rau salad này chấm với cái nước xì ngon quá trời ngon. Ngon quá trời ngon. Gemüse. Cà ngô. Cà ngô. Cho phần mama. À, Úc Như quay mấy cái rau của Úc Như á, giờ Lena nó biết hết trơn rồi đó cả nhà. Úc Như quay mấy cái rau tí tô, cà ngô, Lena nó thuộc lòng hết trơn rồi đó. Tí tô kann ich mir einfach merken und cà ngô. Lena nó biết được tiếng Việt cái rau của Úc Như tên gì đó. Cà ngô. Lena nó gì nữa? Tí tô. Phải không muốn. Nó đang nhai á cả nhà. Nó đang nhai đậy miệng. Tích đồ. Đặt thôi nhá. Tích đồ. Ổn. Gà ngô. Gà ngô. Voilà. Thường thường là Lena ăn nhiều hơn Như á. Nhưng mà hôm nay là tại vì cái khoai tây. Hab aufgegessen. Noch ein bisschen da. Aber das Fleisch schaffe ich nicht mehr. Warum soll ja, okay, Reis mit Gurken da. Noch okay. Mal. Aber der neue Fleischarme, das kann zurück. Ich esse dann. Mama an. Mama an, ja. Aber was bedeutet Mama isst Lenas Essen? Mama an. Mama an, go Lena. Mama an, go Lena. Hey, klingen wie so, als würde Mama Lena aufessen. Úc Như nói là Úc Như sẽ ăn của Lena. Rồi Lena nó nói hả sao nói gì mà giống như là hả Úc Như ăn Lena. Ok, mama ăn gà của Lena. Dạ, yeah. Und nicht mama ăn của Lena. Mama is Lena. Úc Như nói Úc Như ăn của Lena. Lena nó nói hả sao nói gì giống như là mama ăn Lena quá vậy. Nhưng mà thật sự ra là mama ăn gà của Lena. Stell dir vor, du sagst nur mama ăn Lena und du hast của Lena vergessen und dann du sagst mama is Lena. Là mama ăn Lena đó, nó nói không có nói cái chữ của đó là bắt đầu mama ăn Lena. Aber wie wär's mal andersherum? Lena ăn mama. Này, Miss Lena ăn mama, Lena ăn của mama. Mới không ăn mà. Ê trời. Voilà. Bắt đầu tuần sau là sướng rồi, Lena đi học có hả nguyên tuần luôn. Không cần có thay đổi gì nữa. Rồi nguyên. Nguyên một lớp luôn, không có nhiều nhóm nữa. Trời mưa mấy ngày nay vậy á. Thì cũng đỡ, Úc Như khỏi phải tưới cây. No quá, ăn hết rồi cả nhà ơi. Còn miếng gà ăn không hết thôi.
Rồi thì bây giờ dẹp. Dẹp để ăn cái gì đây? Hai mẹ con ăn chè. Chè hoài hả Lena, nó cứ thuộc lòng cái chè đó cả nhà, nó cứ chè hoài hả. Thôi bây giờ bưng đi dẹp nhé, phải lấy đi, cái gì ăn. Đi. Hallo. Also, meine Mutter ist jetzt weg und es gibt eine leckere Nachtisch. Ich werde euch jetzt den Nachtisch zeigen. Ich glaube, ihr wisst es nicht. Wassermelone! Und ja, die werde ich jetzt rein mit diesem Plastikmesser. Ja, ist Plastik. Ich habe schon mal ein Stück hier, ein bisschen mini. Lecker. Ist das süß? Nee. Wieso? Weil ich nicht so stark bin und alles schneiden kann. Nein, du musst schneiden. Ich kann nicht. Wieso nicht? Darum. Rồi, bây giờ, từ đây mới mà gọi. Rồi. Ủa, Lena không có mời ông bà cô chú ông nhau à? Xin mời ông bà cô chú cùng ăn dưa hấu. Đúng rồi đó, giỏi quá. Mời cả nhà cùng ăn dưa hấu nha. Trái dưa hấu này cả nhà, Út Nhi mua trái này là nó 4 đồng 80 mấy, là cũng giống như 5 euro. Là nguyên trái dưa hấu này là 130 ngàn. Mà bao nhiêu đây là 1/4 dưa hấu rồi đó nha cả nhà. Die haben auch keinen Geschmack, die weißen. Lena nói cái hộp màu trắng này ăn cũng không có mùi vị gì cũng ăn được. Còn hộp màu đen phải nhả ra. Das ist so nervig. Mann, oh Mann, meine Hände sind so nass. Ich brauche eine Taschentuch. Lena nói tay nó ướt, nó phải cần có tờ giấy đó. Das ist doch nicht die Yay. Das die Yay heißt doch Papier. Nó bắt lỗi mình nữa đó cả nhà. Nó nói cái này không phải tờ giấy. Tờ giấy tức là cái khác, còn cái này nó nói là hả, cái khác là tờ giấy, tức là cái tờ giấy mình viết với là tờ giấy, còn cái này không phải tờ giấy. Rồi nó bắt lỗi Út như vậy đó cả nhà. Ok, cái này là khăn giấy. Trời ơi, nó bắt lỗi. Mừng. Phải bác sĩ mà rồi. Trời ơi, nó bắt lỗi mình dễ sợ luôn cả nhà ơi. Nó bây giờ nó bây giờ Lena nó biết được tiếng Việt chút đỉnh thêm rồi đó cả nhà. Giờ bắt lỗi Út Như đó cả nhà, thấy chưa? Út Như nói nó cái này là cái tờ giấy mà nó không có phải. Cái này là khăn giấy mà Út Như nói lộn á. Nó biết nó bắt lỗi Út Như vậy đó cả nhà, thấy chưa? Hai má con ăn 1/4 của trái dưa hấu. Hello, get nọ. Dành ăn nữa đó cả nhà. Bắt đầu trở lại dành ăn nữa rồi đó. Cả nhà mình có thấy chưa, Lena nó biết được chứ chút xíu tiếng Việt nó bắt lỗi Út Như rồi đó. Không phải là tờ giấy là để viết mới là tờ giấy, còn cái này là không phải tờ giấy nha. Mà Út Như nói lộn, cái này là khăn giấy mà Út Như nói là tờ giấy đó. Khăn giấy, không phải tờ giấy, là khăn giấy. Nào, là khăn giấy.
nói cả nhà năm. Không phải là tờ giấy, là khăn giấy. Giờ đang nói cái nhà thấy chưa? Đã khóc vừa đi đến thì mất rồi biết. Giờ ăn hả, chưa tìm được ăn cái miếng này còn miếng này, cái nó nói miếng này nãy còn từng trốn còn giấu gì đó đó, cũng như tìm được đó. Rồi xong nó nói à nhưng mà không sao, nó có miếng bự hơn miếng này của Ngư. Lúc nào cũng nhẹ chân á, dình ăn. Đi là cặp tốt. Ừ. Nãy giờ Lena không khoe cả nhà. Lena mới làm. Hab erst jetzt gemerkt, weil ich richtig in die Kamera gucke, meine Haare sind so kurz. Weil sonst habe ich immer so gemacht und dann sehe ich das nicht. Hôm qua Úc Nhân mới cắt tóc cho Lena. Cắt con chút xíu à cả nhà, cắt chừng có một lóng tay, một ngón tay vậy hả? Cắt có ngón tay. Này, nó ai là phim à, dô ai là phim à. Cắt có một ngón tay vậy, khúc chỗ xíu vậy bỏ thôi. Ich meine, weil ich so mini bin, ist meine Hand auch so mini und deswegen für mich so ein großer Finger. Tại cái tay nó nhỏ nên nó phải làm lên bự vậy. Úc Như cắt ha, có một khúc có chút xíu bằng cái ngón tay mình thôi nha, mà nó la làng lên, nó không chịu cắt đó cả nhà. Nó muốn để dài. Nhưng mà tại vì để dài quá cái bắt đầu nhìn nó ốm yếu vậy, sợ cả nhà không thấy Lena nó ốm yếu không, mất cho nó đem thôi, tại vì nó ăn vô nó nuôi tóc không à, nên nó như cắt bớt đi một tí thôi mà nó là không chịu đó nha. Entweder hatte ich meine Haare die ganze Zeit so, dann sehe ich nicht, oder ich hatte sie hinten, dann sehe ich auch nicht, aber weil ich jetzt richtig in die Kamera hier so sitze und meine Haare nach vorne gemacht habe, habe ich es irgendwie gemerkt. Genau am Ende, wo die Leute manchmal nicht zugucken. Nó nói tại nãy nó để tóc cái gần sau, hay là nó ngồi thấp quá không có thấy cái tóc nó. Bây giờ thì nó ngồi đúng, cái nhìn cái tóc nó ngắn vậy. Có ngắn lắm đâu. Nít sụt cuột. Mà cắt tóc ngắn chút gì thấy cái hả gọn gàng hơn chút hả cả nhà. Ông xã Úc Như á còn kêu là phải cắt ngắn nữa, cắt tới dai vậy thôi nè, như này nè đó. Nó đâu có chịu đâu, nó nói dù số không chấp này. Lena nó ốm quá, nuôi tóc nó hết đó cả nhà, nên ba của Lena kêu cắt phải khúc này ha. Và ba của Lena nó phải cắt một khúc như vậy nữa nè. Rồi thêm một lóng một ngón tay nữa, ba của Lena nó cắt thêm một ngón tay. Nè cắt nữa ha. Không cắt nữa nha. Thế nè. Đi rồi vóc này để snack này nọ. Nó không chịu cắt cả nhà. Cắt một. Nè. Giờ ok, để về đại đi. Phái cười lên cả nhà. Kêu để về đại đi, phái cười lên. Chó của Lena nghe cười. Chó của Lena nó nghe cười, cái là nó cũng muốn chơi dơ chung nữa đó cả nhà. Mỗi lần mà nó nghe cười đó ha, là bắt đầu là nó muốn chạy lại, nó muốn giỡn chung với mình. Nó cà năn. Cà năn. Ừ, nó muốn chơi chung với mình, nó muốn giỡn chung với mình vậy đó. Rồi. Rồi, rồi thì dẹp qua bên. Xin chào tạm biệt cả nhà. Xin chào tạm biệt ông bà cô chú. Cheers.